Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, giết lốt xác định chiếc vé của ông L có dãy số 478263744 là hợp lệ và trúng giải jackpot một sản phẩm poker 6/55 kỳ số 339 trị giá bước 80.834.053.800 đồng chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo điều khoản nhà nước. Tấm vé được phát hành tại điểm bán hàng số 4 Hồ Tùng Mậu, phường Lê Mau, đô thị Vinh, Nghệ An. Ngày 15 tháng 10, chi nhánh giết lốt Hải Phòng tổ chức lễ trao thưởng jackpot 1 cho ông L. Tại thành phố Vinh, Nghệ An, ông L cũng là vị khách hàng thứ hai may mắn trúng jackpot tại Nghệ An. Hai khách hàng đều có điểm tầm thường là trúng jackpot của poker 6/55 nhưng khác với vị khách thứ nhất trúng jackpot 2 tháng 10 năm 2018, ông L đã may mắn hơn khi trúng jackpot 1 với jackpot trị lớn hơn nhiều. Ông L cho biết, hơn một năm nay, ngày nào ông cũng đều đặn mua hai dãy số cho cả sản phẩm Mega 6/45 và Poker 6/55. Một trong hai dãy số đó đã mang đến may mắn giúp ông trúng jackpot 1 của Poker 6/55 trị giá bước hơn 80 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng số 339 ngày 3 tháng 10 năm 2019. Theo điều khoản, ông L có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 8 tỷ đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Khoản thuế này được nộp vào ngân sách tỉnh Nghệ An. Ông L dành 700 triệu đồng để làm từ thiện. Sau khi nhận giải thưởng, ông L chia sẻ may mắn của mình đến các hoàn cảnh gian trung với tổng giá bước trị lên đến 700 triệu đồng thông qua các hoạt động từ thiện cho các đơn vị cụ thể như sau: Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Nghệ An, thông tin trẻ em tàn tật, mồ côi Yên Thành tỉnh Nghệ An, trường dân tộc nội trú huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An, Tết vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, cặp lá yêu thương, chương trình thiện nguyện cho trẻ em vùng cao.